Hello, xin chào mọi người. Đây là video phần 3 tại trang trại bên Mỹ nha mọi người. Và gia đình của mình chuẩn bị nướng thịt ở ngoài. Hay, mình và con cái ở đang trên lầu nè mọi người. Giờ mình xuống dưới nha để mình chuẩn bị nướng đồ ăn nha. Giờ đói rồi mọi người, đói lắm rồi. Xuống thôi. Đây mọi người, đây là slip quần si hay cái nọ cái kia, không phải, đây là quần mấy đứa nhỏ tắm mọi người ước á, tại vì bên này không phải, bên này là bên nhà này này là không có máy giặt, không có máy sấy nha mọi người, cho nên phơi kiểu như thế này thôi hả. Đây mình phơi, mình cũng tại vì mình cũng thấy người ta phơi tầm bậy bạ như vậy nên mình phơi theo luôn, tại vì sợ để như vậy á, sợ hôi á mọi người, để trong bịch á, sợ hôi nên mình phơi như thế này cho nó khô. Đã, xuống dưới đây xem ông xã mình chuẩn bị tới đâu rồi. Đã, ông xã đây đang chuẩn bị rồi nè, mấy đứa nhỏ đói rồi nè. Đây là ở dưới nhà này, ở dưới nhà không có gì hết mọi người, chỗ này là như thế này thôi, còn chỗ này là có họ làm như thế này để không, để cho mình ngồi hay là mấy đứa nhỏ không rớt xuống mọi người. Đây, đồ ăn này quá trời đồ ăn luôn. Đấy, may mắn là ông xã mình đem theo cái này. Đấy, giờ ngồi xuống chỗ này. Đấy, ông xã đang làm à, bếp tắt lửa hả? Đốt lửa hả? Đốt than. Mọi người thông cảm nha, tiếng Việt của mình dở lắm, mọi người thông cảm nha. Tại vì mình lúc bên Việt Nam không có đi học á mọi người, nên là không nói chưa có đúng dấu, chưa có đúng đúng lời hay cái nợ diễn tả mọi người. Có rất nhiều người nói mình nói tiếng Việt dở luôn. Mình cũng biết, mình cũng tại vì thường là mình lúc quay video mình chỉ nói, mình mới nói tiếng Việt thôi chứ không có quay video, không có nói tiếng Việt được. Có người báo mình biểu mình nói tiếng mẹ đẻ của mình ấy. Nói chung là tiếng Việt mình cũng không giỏi, tiếng Anh cũng không giỏi, tiếng mẹ đẻ của mình cũng không giỏi mọi người. Tiếng mẹ đẻ của mình có lúc mình cũng nói sai lời nữa mọi người. Cũng giống như mình nói tiếng Việt thôi mọi người. Mình không biết người mình là người từ đâu đến nữa mọi người. Nói cái gì cũng không giỏi hết mọi người. Này, quay xung quanh cho mọi người xem. Quay như thế này để năm sau ví dụ mình không có tới được để mình xem lại. Này, ông xã nướng thịt rồi nè, nướng canh gà. Với lại thịt lợn đó mọi người. Đây. Giờ mau đó. Cái này là măng măng tơi với nấm này mọi người. Giờ mình lấy bắp, mình nướng bắp luôn nha mọi người.
Hồi nãy quên biểu em dâu mua giấy bạc. Thôi nướng đậy như thế này đi. Nóng lắm mọi người ơi, nóng. Nướng bắp nè mọi người. Đó là con gà, mình nhẹ nhẹ nè. Dạ dạ. Con gái nè, con gái của mình nè. Bắt đằng baby, bắt đằng. Buông ngủ rồi. Ngủ rồi mẹ mẹ ơi. Where go? Nugget for you, no, no. Uống xuống ở dưới kia chơi. No, Puka, no. Nugget for you, má. Chỗ này mà làm cái gì ta? Chỗ mà người ta hay câu cá. Chắc thích lắm ạ. Mà chỗ này không có làm gì hết, chỉ có cỏ, cỏ không mà. Ui giờ là mấy giờ rồi? 6 giờ rưỡi rồi, người ta vẫn còn tắm luôn mà. Mọi người có thấy không? Kìa kìa. À, trong này là nhà vệ sinh nha mọi người. Trong này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh họ họ làm một một căn nhà như thế này này. À, một phòng có phòng tắm luôn mọi người, trong đó có phòng tắm luôn, nhà vệ sinh với lại phòng tắm luôn trong đó. À, giống như trong này nó cái giống như ở chỗ này mà có 6 căn nhà hay sao, 1 2 3 6 7 8 căn nhà, là chỗ này nó có cũng có 8 phòng nhà vệ sinh trong này. Mình không có đem theo khóa mọi người, khóa ông xã đang cầm. Đây số này. Số căn nhà này, số nhà này, số nhà vệ sinh này. Nhà mình đang ở là số 30. Nhà vệ sinh mình dùng là số 30 đây nha. Còn cái này là của em dâu nè. Số 31 là của em dâu nè. Còn 32, 33, 34 này của người khác hết nha mọi người. Chỗ này bồn rửa tay nè. Chắc không có ai xài nên chỗ này hơi dơ với lại nhìn nó hơi cũ mà. Tại vì trong đó có nước rửa tay sẵn rồi nên người ta không có dùng chỗ này cho lắm, mình nghĩ là vậy. Giờ nhìn xuống, nhìn người ta đang tắm ở bên kia. Xung quanh đây là toàn là núi không mọi người.
Này ông xã đang nướng này. Nhà mình à, ở là ở dốc, thì dốc trên núi luôn mọi người. Con gái của mình thích lên xe. Là pip no more pip baby. Pip. Này tê răng là này là mày á. Này này tê răng là. Tê răng là này là. Tê này này. Xe này này xe này này. Xe ta xe răng này. Xe răng này là. Này này. Số 2. À chỗ cái này. Này giờ này 125 mà right here my baby. Do you want your my baby? Do you want? Bất di chuyển là lát. Sá lát mọi ngày cái nền mạng. Nằm cười chơi chi nè mà nè. Nằm mà nè. Nằm mà ập á. Bằng nhầm á. Nè come on. Là lát. Ông xã mình nó khóa rồi. Mami. Hả? Baby. Đây bắp sắp chín rồi nè mọi người. Đây cánh cà chín rồi này, giờ mình này. Đem qua bên kia cho mấy đứa nhỏ ăn. Hey. Tôi nặng măng. À sao bỏ đằng. Má. Hơi salad nè. Salad cà tím đây. Đây nhiều lắm. Vivi. Vivi. The bang chicken đây. Farm up your eat chicken. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn cánh gà xong rồi, giờ ăn trái cây nha mọi người. Nè, trái táo nè, ổi nè. Đi xem thử bắp chín hay chưa nha. Ba. Sao bị vậy? Chín rồi mà ngài ơi. Này bắp. Chín rồi. Nắm rơm nha mọi người. Mấy đứa nhỏ thì em dâu chở đi chơi rồi mọi người. Mấy đứa nhỏ thích đi xe kia nên nó không chịu ở nhà. Đây mấy cái này chín rồi nè, mình lấy ra nha. Đây chín rồi. Ngon chưa? Đây, vàng ươm luôn mọi người. Đây cái này chín rồi nè. Cái nào chín mình lấy ra nha. Đây, chín rồi. Cái này trong mình lấy ra rồi mình nướng lại á, tại vì cái này mình nướng không có kỹ á, chứ ở ngoài nhìn thì khét, còn ở trong thì vẫn còn máu như hồi nãy ăn, vẫn còn máu quá trời luôn. Nên mình nướng lại nè, do là mình ướp đồ ngọt á nó dễ bị khét lắm mọi người. Nên mình nướng kỹ lại nè. Cái này chắc chín rồi nè, mình lấy ra nha. Này, cái này thì da này nè, mình nướng chín thật là chín ăn mới giòn mới ngon. Này.
Cái bắp mình đã nướng chín rồi này, mình lấy ra này, mình ăn này. Thôi đi ăn thôi. Tí nữa qua lại. Ăn bắp này mọi người, mời mọi người nha. Lâu lắm rồi không có ăn thử bắp nướng nướng bằng cái gì? Than. Lửa than, lửa than. Mời mọi người nha. Nó ngọt lắm mọi người. Ngon lắm mọi người. Bên kia ngọt, bên này ngon. Ngon lắm. Mình rất là thích ăn bắp á mọi người. Thường là đi làm mình biểu ba chủ mua bắp nướng. Ông mua bắp ở chợ xong rồi mình nướng bằng microwave, lò vi sóng. Lò vi sóng. Lò vi sóng. Hết rồi, Red Bull hết rồi. Để thịt heo nè, cánh gà nè, trái cây nè, xương. Là cơm. Cơm đem từ dĩa. Yeah.